sao nữ Gibbs lần đầu công khai ảnh sinh con trai ở Mỹ. Nhân dịp đặc biệt, sao nữ Gibbs lần đầu hé lộ những hình ảnh của con trai được sinh ở Mỹ cách đây 5 năm. Nhân dịp ngày 1 tháng 6, quốc tế thiếu nhi, Giang Hồng Ngọc gây chú ý khi lần đầu chia sẻ ảnh của họ sinh nhóc từ đầu lòng tại Mỹ cách đây 5 năm. Những khoảnh khắc khi dự chào đời của con trai Giang Hồng Ngọc khiến người hâm mộ xích xoa vì vô cùng đáng yêu. Đính kèm loạt ảnh của quý tử, Giang Hồng Ngọc nhắn nhủ xúc động, nay cà rốt của mẹ chuẩn bị bước vào cột mốc 5 tuổi. Gần 5 năm ở cạnh con, chứng kiến con lớn lên từng ngày và trở thành một cậu bé thông minh, lanh lợi, giàu tình cảm, mẹ cảm thấy hạnh phúc biết bao. Mẹ thật sự biết ơn cuộc đời đã mang con đến với gia đình này. Đây cũng là lần đầu tiên mẹ muốn chia sẻ những hình ảnh lúc sinh con ở Mỹ. Lúc đó, mẹ buồn tủi lắm vì nhớ bố con, nhớ nhà. Chỉ có mẹ và bà ngoại ở nơi đất khách quê người. Giờ đây, tất cả đã qua, nhìn con vui khỏe là bao mỏi mệt trong mẹ đều tan biến hết. Giang Hồng Ngọc được nhiều khán giả biết đến khi tham gia chương trình 10 phát tờ. Cô được đánh giá là nữ ca sĩ có giọng ca nội lực và đầy màu sắc. Sau khi bước ra khỏi chương trình, Giang Hồng Ngọc tiếp tục gặt hái thành công nhất định. Năm 2018, Giang Hồng Ngọc sang Mỹ sinh con. Thời điểm đó, nữ ca sĩ khá kín tiếng trong việc chia sẻ chuyện có con đầu lòng. Một năm sau đó, cô cùng bạn trai tổ chức đám cưới. Sau khi lập gia đình, Giang Hồng Ngọc thỉnh thoảng dự sự kiện, chạy sâu phòng trà nhưng so với trước thì không quá thường xuyên.